Chào mừng các bạn quay lại với Nghề Trader. Hôm nay là ngày thứ 5, 27 tháng 5 năm 2021. Và chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình phân tích kỹ thuật cùng Ichimoku Kinko Hyo, nơi mà mình sẽ đưa đến cho các bạn những thông tin cập nhật của các thị trường Forex và Crypto. Và cùng chờ xem một số cặp có tiềm năng để giao dịch trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thị trường ngoại hối, hầu hết các cặp thì đều đang trong những giai đoạn điều chỉnh tích lũy. Vì vậy là với bản thân mình thì không có nhiều cặp để chờ đợi giao dịch trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ điểm qua một vòng thị trường. Với DXY thì giá đang, sau khi nó tạo đáy ngày 25 này, đang giai đoạn điều chỉnh và thị trường đang đi ngang. Đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ tương tự. Hiện giờ thì Chikou, Kijun, Tenkan hướng xuống này, 50 hướng xuống. Tuy nhiên thì với cá nhân mình thì mình sẽ ít nhất chờ nó phá được vùng đáy tại 0.89303 để có thể tiếp tục chờ đợi tín hiệu sell. Bởi vì DXY chúng ta thấy nó đang trong một nhịp hồi tương đối mạnh và nó có thể sẽ tiến về khu vực Kijun, bởi vì Kijun đang phẳng. Đô la Mỹ và Yên Nhật trên daily là đi ngang bởi Kijun và đám mây đi ngang này, H4 cũng vậy. Đô la Mỹ, đô la Canada thì đang trong một nhịp hồi này, xu thế của chúng ta đang là đi ngang mà thôi. Ít nhất chúng ta cần chờ nó đóng cửa bên dưới Kijun này thì mới có thể tìm kiếm tín hiệu sell. H4 hiện giờ thì nó đang phá mây đi lên này và mây chuyển là mây tăng này, nên nếu chúng ta tiếp tục chứng kiến nhịp tăng thì có thể chờ để follow theo chen tăng trên đầu tiết 4. Tuy nhiên thì tổng quan thì chúng ta vẫn chưa thấy được một xu hướng tăng đủ mạnh. Có lẽ chúng ta cần phải chờ nó phá được vùng 1.21439 này trước khi chờ đợi những cơ hội để anh mua lên. Tuy nhiên kháng cự tiếp theo của chúng ta cũng tương đối gần tại mức 1.22030. Tốt nhất chúng ta nên chờ nó break out được vùng này 1.22030 này thì mua vào sẽ an toàn hơn. Tương tự đó là một vùng kháng cự tương đối mạnh trên đồ thị daily. Euro và đô la Mỹ trên đồ thị daily là đi ngang này, tương tự H4 cũng đi ngang. Euro Yên Nhật đi ngang trên H4 và daily. Euro bảng Anh tương tự. Euro và đô la Canada. Cặp này thì mình chờ để mua lên trong ngắn hạn. Nếu như H4 có thể break out được vùng 1.48208 thì mình có thể follow theo trend tăng của H4 và chờ đợi tín hiệu mua vào. Euro và đô la sau khi nó tạo đỉnh ngày 24 này. Bây giờ thì các đồ thị đang là đi ngang tích lũy mà thôi. Bảng Anh và đô la Mỹ xu thế của chúng ta cũng đang là đi ngang bởi chúng ta thấy là Kijun và Span B đi ngang này. Trên H4 thì giá đang phá mây đi xuống và mây vừa có một cú xoắn mây và chuyển sang mây giảm. Tuy nhiên thì với những đồ thị này thì tốt nhất chúng ta vẫn nên đứng ngoài mà thôi. Bảng Anh biến Nhật đồ thị hoàn toàn tương tự. Để mua vào thì chúng ta cần chờ ít nhất giá đóng cửa bên trên Tenkan của daily. Bảng Anh và đô la Canada cũng là trong những nhịp hồi. Trường hợp nó break out được vùng này 1.71533 thì có thể chờ đợi để mua vào. Tuy nhiên hiện giờ trên H4 chúng ta thấy là mây vẫn đang là mây giảm và chúng ta chờ đợi những cú xoắn mây cũng như giá thể hiện xung lượng tăng đủ mạnh để có thể tìm kiếm tín hiệu mua vào. Còn không thì mình cũng sẽ đứng ngoài mà thôi. Bảng Anh và đô la Canada thì mình sẽ chỉ chờ đợi tín hiệu mua vào khi mà nó break out được vùng đỉnh cũ, một vùng kháng cự tại 1.83317. Còn không thì cũng chỉ đứng ngoài mà thôi, bởi vì xu thế của các cặp của bảng Anh và đô trên các đô thị lớn theo Ichimoku vẫn là đang là đi ngang. Đôi lúc và đô la Mỹ nhìn vào đồ thị chúng ta chắc chắn là không muốn phân tích rồi, bởi vì như đầu tuần chúng ta nhận định là cặp này là cặp chúng ta sẽ đứng ngoài. Hiện giờ thì giá vẫn đang đi rất là khó chịu khi mà liên tục là các cây nến tăng giảm, và chúng ta có thể thấy điều này trên các đồ thị nhỏ hơn này, như H4 này. Đấy, giá tạo một sóng N tăng này, sau đó tạo một sóng Y giảm này, sau đó là một sóng N tăng này, một sóng Y giảm này, một sóng N tăng này. Các bạn thấy những tín hiệu lặp đi lặp lại. Hiện giờ nó đang trong một sóng Y này. Nó không thể tiếp tục một sóng N tăng khi nó break out được vùng đáy tại 0.77328. Vậy nên là với cặp này thì mình cũng sẽ đứng ngoài mà thôi. Đôi lúc và Yên Nhật cũng tương tự, xu thế đang là đi ngang tại các đô thị lớn, Loup và đô la Canada. Hiện giờ thì nếu như giá phá được vùng đáy 0.93082 thì mình mới tìm kiếm tín hiệu sell, không thì mình cũng chỉ đứng ngoài mà thôi. H4 hiện giờ giá đang bên trong đám mây này. Trường hợp nó phá mây đi lên thì chúng ta có thể cân nhắc mua vào, còn hiện giờ thì vẫn đứng ngoài mà thôi. Đô la New Zealand, cặp này thì khá gần hơn một chút, khi mà nó đã break out được sóng P của daily. Đám mây tương lai thì đang là mây tăng này. Chikou cũng đã break out được Kumo trong quá khứ, nên là chúng ta có thể chờ đợi những cú break out vùng 0.73151 để canh mua vào. Tuy nhiên có một điều là hôm nay có ngày hôm qua thì có tiềm năng trở thành một ngày tạo đỉnh theo chu kỳ 7 ngày. Nên là hãy cẩn thận với những ngày như này, nên là tốt nhất chúng ta nên chờ nó phá được vùng này thì có thể canh mua vào, khi mà cả H4 và daily sẽ xác nhận xu thế tăng. Như vậy mình công việc của mình là đặt sẵn alert tại vùng 0.73616 và đi làm việc khác. Khi mà giá đến được khu vực này thì mình sẽ nhận được alert trên điện thoại và có thể vào để theo dõi biểu đồ cũng không muộn. Đô la Canada và Yên Nhật, xu thế chúng ta đang là tích lũy đi ngang mà thôi. Sau khi nó tạo đỉnh ngày 18 tháng 5 này, ta đã có một nhịp hồi trong suốt từ tuần trước đến tuần này, và mình sẽ chỉ mua vào khi mà nó phá được vùng đỉnh tại 0.90.725, hoặc là nó có thể sẽ quay về và phản ứng với test lại Kijun. Nếu mà nhìn vào mây của H4 chúng ta có thể thấy được sự nhiễu của Ichimoku khi mà đám mây liên tục giao cắt, nên là những thời điểm này tốt nhất chúng ta nên đứng ngoài mà thôi. H4 hiện giờ thì nó cũng đang đi trong một sóng P này, và nó có thể sẽ đi lên hoặc đi xuống, chúng ta không thể biết được, tốt nhất là nên đứng ngoài. Cuối cùng là cậu vàng. Cậu vàng thì hôm qua nó đã tạo đỉnh tại mức 1912. Theo kép của tuần chúng ta chờ để mua vào. Tuy nhiên hiện giờ thì sau khi nến doji tạo ngày hôm qua, tốt nhất chúng ta nên chờ nó breakout được vùng 1912 thì mới tiếp tục canh mua vào. Không ta sẽ có thể có những nhịp điều chỉnh về Tenkan và Kijun trước khi tiếp tục tăng lên, bởi vì xu thế chính của chúng ta vẫn là xu thế tăng. Ok, đó là thị trường Forex với không nhiều cặp mà có xu thế rõ ràng mà mình theo dõi trong ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ nói nhanh một chút về thị trường crypto. Vài ngày qua chúng ta chứng kiến những nhịp tăng của vốn hóa thị trường cũng như hầu hết các cặp tiền điện tử trên thị trường. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào các đô thị lớn thì chúng ta vẫn chưa thấy có điều gì quá lạc quan. Hiện giờ thì sau khi nó phá được Tenkan này thì ngày hôm nay chúng ta đang có những nhịp giảm, mà nếu như ngày hôm nay giá vốn hóa tiếp tục đóng cửa bên dưới Tenkan thì hoàn toàn có thể sẽ là những nhịp giảm tiếp theo, bởi vì chúng ta vẫn đang trong một xu thế giảm khi mà giá đang ở bên dưới đám mây này, và hiện giờ thì nó đang ở dưới tất cả các đường Ichimoku. Nên có thể đây nhịp tăng vừa rồi chỉ là một nhịp hồi phục trước khi giá tiếp tục đi xuống. Bitcoin Dominance thì ngày hôm qua nó đã đóng cửa bên dưới Tenkan này. Hiện giờ thì ta sẽ chờ đợi giá có thể sẽ tiếp tục đi xuống hay là sẽ phá lên này và đóng cửa bên trên Kijun, thì chúng ta có thể chờ đợi những sóng N tăng, nó có thể quay về khu vực Kumo. Còn hiện giờ thì xu thế sẽ tiếp tục đi xuống sẽ đang được ủng hộ nhiều hơn, bởi vì giá đang ở dưới Tenkan Kijun và Kijun hướng xuống này và đám mây hướng xuống, nên là mình thiên về cơ bản nó sẽ tiếp tục đi xuống nhiều hơn. Bitcoin chúng ta đã có những ngày giá hồi phục, tuy nhiên tổng quan thì vẫn chưa có gì là quá lạc quan, và mình sẽ chỉ nghĩ đến việc mua vào khi mà nó phá được vùng 40.860 này. Khi đó thì chúng ta sẽ có một tín hiệu Senkoukoten của Ichimoku, khi mà chúng ta có 3 sự giao cắt này, Tenkan cắt Kijun hướng lên này, Chikou cắt đường giá này, và điều kiện cuối cùng đó là giá phải break out được Kumo. Ta sẽ có 3 sự giao cắt và hoàn thành một setup Senkoukoten của Ichimoku. Khi đó thì chúng ta mới có thể nghĩ đến việc mua vào. Hiện giờ thì rõ ràng là vẫn chưa có gì đặc biệt đối với Bitcoin, và nó có thể hoàn toàn tiếp tục phá xuống này. Nên là với bản thân mình thì mình sẽ chỉ nghĩ đến việc mua vào khi mà giá phá được vùng 40.850. Còn không thì mình vẫn thiên về cái bản nó sẽ tiếp tục giảm giá. Và nhịp tăng vừa rồi chỉ là một đợt hồi phục trước khi giá tiếp tục giảm thôi mà thôi. Bởi vì trên daily chúng ta vẫn thấy thực sự là chưa có gì lạc quan đối với Bitcoin. Chúng ta sẽ chờ đợi mua vào khi mà nó break out được vùng này, và có thể target sẽ là vùng Kijun tại mức 44.600. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hành động giá tại khu vực này, bởi vì nó có thể sẽ có những nhịp hồi tại đây và tiếp tục sập trong thời gian tới. Ethereum thì sau khi chúng ta có một tín hiệu Senkoukoten khi mà nó phá mây đi xuống này, chúng ta đã có 3 ngày giá bật tăng tương đối mạnh và đóng cửa bên trên Tenkan tại khu vực tại đồ thị daily. Tuy nhiên thì hiện giờ Chikou vẫn đang ở bên dưới đường giá và chúng ta chỉ có thể tạm thời lạc quan nếu như nó có thể phá được Kijun đi lên. Tuy nhiên thì với bản thân mình thì mình sẽ chưa tìm kiếm được tín hiệu mua dài hạn trong thời điểm này, mà chúng ta cần phải chờ nó tiếp tục tăng này và mạnh mẽ, có thể phải lên được vùng 3.600-3.700, khi đó thì chúng ta có thể có những sự giao cắt của Tenkan Kijun, đám mây cũng cắt chuyển tăng này, khi đó thì mới có thể tự tin cho những xu thế tăng dài hạn của Ethereum trong thời gian dài. Còn hiện giờ rõ ràng chúng ta vẫn đang trong những nhịp hồi mà thôi. Tương tự thì với H4 thì mình cần chờ nó phá được vùng Kumo hướng lên trước khi có thể tìm kiếm những cái tín hiệu mua vào. Còn thị trường hôm nay chúng ta đang chứng kiến những nhịp giảm của toàn bộ thị trường và mình sẽ tiếp tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Còn hôm nay thì mình sẽ kết thúc clip ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nghề Trader và chúc các bạn một ngày giao dịch thật tốt với nhiều lợi nhuận trên thị trường, và hãy luôn nhớ quản trị rủi ro thật tốt để có thể đi được một con đường dài đối với nghề này. Và hẹn gặp lại vào ngày mai, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình phân tích kỹ thuật cùng Ichimoku Kinko Hyo. Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi Nghề Trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.